Đấy anh ngay chào ra đây ăn. Mà ôi nhà thờ đóng cửa tối om nhỉ. Vâng, nhật vừa thứ ngày thường thôi. Hôm qua mới lễ, hôm nay thì tối là phải. Tối nhỉ. Ở khu này vậy anh ạ. Khu này là cứ tầm. Con nhỏ là toàn ra đây chơi này. Nhỏ bé tí là ra đây chơi này. Cái sân này ngày xưa nó rộng. Bây giờ là nó trông nó càng ngày càng đẹp. Sao ông mình hay ăn bún đình gốc kìa, nhà ông kìa. Toàn bún ông đạt đây này. Ông đạt gốc đây này. Toàn bún đình ở đây. Hay ăn lắm. Đây nhà mình ở đây. Bây giờ đi qua khi chưa. Ông bác đóng cửa hết. Đóng cửa hết. Đây nhà ông đạt ở gốc đây. Thế á? Em nhớ là ông đạt ở đây. Ông đạt ở đây. Ông đạt mua nhà đây. Về sau nhà mình mới chuyển về đằng kia đi chứ. Bên Hải Phòng. Dùng nhau hết về đấy mà. Ở đây nó không thể phát triển được. Bé quá. Phố này ngày xưa cứ Phòng Xuyến này. Đây này. Phòng Xuyến Văn Nhân đấy. Ngày xưa là thơm lắm. Ở đây ngõ Văn Nhân ngày xưa. Mùa đông đi qua đây nó đói nữa. Xong cái mùi các hàng phở nó bắn lên. Chưa đóng đâu, nhà bác chưa đóng đâu. Bán bán một đối nhà đóng đâu. Đây mấy nhà sắp Trung Thu nơi bán cả Trung Thu cô đối. Anh em mình đây. Cái xếp ở đây á, sao? Bác đóng xếp rồi, xếp rồi, nhìn lại chỗ này này, đây 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 này, này, trên này xong có cái dạp hoa đồ ở đây. Cái dạp hoa đồ còn không? Còn. Nó còn chiếu phim không? Thế nó làm gì em không để ý. Đây cái chỗ này là ăn bánh cuốn này. Cuốn ở góc này. Bây giờ biến đâu mất hết rồi. Đấy, bánh cuốn nước mắm cả. Dạp hoa đồ đi qua rồi, nó phải ở dưới kia. Thế thì nó ấy rồi. Nó thì giờ nó cho bọn nó bán bia hơi Thái ạ. Ừ, nó bán cái gì rồi chứ không còn dạp, nó dạp không còn ở đây. Dạp còn nữa, nó vừa đi qua đấy, nó bên tay phải. Nó cây nó lù ra đường sao chẳng nhỉ? Chẳng có ai xem phim. Chẳng có ai xem phim, nó mạng báo hết rồi. Mạng, nó xem mạng, nó xem một tí. Đang giờ là các dạp nó đóng cửa. Còn đi sâu dưới này là thành ra là chợ Rồng hay chợ Mỹ Tho. Chợ Lý Thường Kiệt anh ạ. Ở dưới này còn có cái nhà bà Nem ở phố Hàng Đồng này, Nem Tai này. Bây giờ bà lên Hà Nội bà giàu lắm. Bà gần cái phố Nguyễn Huân nhà mình. Đồng này. Đấy bà lên này, chỗ Lò Súng. Bà lên đấy bà này. Trên đây là góc này, cái phố bà này. Ăn no rồi, không biết là mai ăn làm cái gì đi thật không. Đấy cho nên là thế chứ. Nói. Bọn nó sẽ thịt bò thì em mua thịt bò á. Mình nói mà trộn vía chứ. Nó mạnh đến lạ chứ. Ăn cái cơm mà tắp hương các thứ đầy đủ. Đủ chất lắm, đủ nhiều món lắm. Nhưng mà ăn vẫn không ngon nhỉ. Vẫn cứ kiểu như là mình cứ ăn quen. Đi vào cái phố này. Bây giờ phố giờ nó tắt hết điện. Điện thì được giá cao. Ảnh. Cái thùng măng văn thụ này ngày xưa là toàn phố người tàu. Tàu. Bây giờ còn nhiều tàu lắm. Bây giờ còn tàu không? Còn nhiều chứ. Hình như nhà thuốc là nhà tàu hết. Nhà thuốc Bắc ấy là thuốc nhà tàu hết. Chưa đi à? Yeah, nhiều. Bởi vì là cái lớp tao là 6-7 đứa là người tàu là học ở đây. Nhà nó ở đây. Nếu tầy tầy thì là mấy thằng đều nhà ở đây hết. Mà nhà nó thì buồn cười lắm. Sâu hôm mà tối hôm em mà xưa học ấy là 579 578 là đang học là cũng bao cũng khoảng chục thằng người tàu là nó đến nó tập trung gọi anh ạ. Nó gọi những người bắt đầu ấy gọi thế nào mất tích luôn không học nữa. Long tàu cái gọi này. Mấy thằng nhiều lắm chục thằng ấy. Thế là đang học bắt đầu nhà trường nó bảo là đọc tên những đứa người bắt đầu ấy
Thế là một đứa trò thì đầu vẫn mất tích luôn. Nó trò nên đi Hải Phòng mà thôi. Nó cho về anh ạ, nó trục xuất cho về nước. Người ta cũng khổ lắm. Vâng. Cứ đến Tết nó bọn nó đi từ bên tàu sang, nó cho mình mấy kẹo cái bánh ngon lắm. Thế là quản thúc, bát kẹo tàu. Cái ngày xưa cũng chẳng ăn cái gì đâu, chẳng ngon. Ngon. Có là ngon là hết. Cái hồi nó còn hữu hảo nhỉ. Vâng. Cái dân bánh ấy là anh Tú này. Báo này. Đây anh Tuấn. Anh Tuấn còi. Là siêu báo đấy. Tuấn còi trên này. Trên này. Trên, rồi nhà thằng Dung còi. Nó ở đây nhà nó. Đến hồi hồi học, anh học đại học nhá. Mà đến mùa trung thu là cách đấy độ khoảng nửa tháng. Dạ, tự nhiên báo đấy. Nó trốn học nó về. Chúng nó trốn học nó về để nó làm bánh bánh trung thu ấy. Dạ. Trốn luôn cả học. Kinh rồi. Thì nó hồi xưa nó bán tốt lắm. Nhà nó nổi tiếng về bánh mà. Thế là đâm nó thiếu nhân lực đi thuê ngoài là nó tốn. Và nó bị cái bí quyết gia đình nó bị mất đi nó lộ. Thế đâm ra là nó về hết cả mấy anh em thì nó về. Nó đang học đại học y. Cứ năm nào nó cũng về. Nó lên xong lại cho. Đây chỗ này là thờ ấy đây này. Quan Vân Trường. Đây ngày phố này ngày xưa toàn tàu đấy, vì mần thắn thì có thứ thơm phức. Nó đằng sau phố như mình mà. Đằng này đây nó chỗ đằng này là có mấy quán cà phê này. Bây giờ không biết còn không. Dân Nam Định mình cũng không ai uống cà phê mà. Tàu như đóng cửa đi ngủ hết. Bây giờ nó chỉ ở chỗ ngã giữa Hàng Đồng. Trong phố giờ đóng cửa hết. Đây bên cư. Buồn lắm, hồi xưa toàn đi. Anh Phú ạ, đi với ông người đi đóng trấu ở chỗ Thủy Tinh như này. Ờ, bên cư này. Kho, dưới có kho. Nó sốt ở trong ra. Kho thóc. Nó thổi ra. Trấu nó thổi ra. Nó cả nhà máy luôn đấy. Nhà máy luôn. Anh Hồng ơi, nó như núi bao, bao to vật nhỉ. Sợ thật. Nó nhẹ lắm. Nhẹ lắm mà nhẹ mà đun ấy. Xe chở như một cái xe ben ấy. Mà để về đun nó có cái bếp hồi là nó bằng cái gì đấy. Nó bằng kiểu cái mang máng này. Cái máng tôn. Ừ, hồi là nó không có đun bằng than với đun bằng trấu nhỉ. Nhà máy xây sát đấy. Máy sát ra. Đây là đợt đấy là em đi đấy làm là chấu là để ủ thủy tinh, ủ bình. Ừ. Ừ, đúng rồi, chấu ủ bình, thủy tinh, làm cho bố. Chứ còn nồi nó còn thì có cả bếp. Xưa cứ đi bố cho tiền. Cứ ngày mấy nghìn sướng lắm, đi đâu không đi. Hồi mấy trăm. Mấy trăm. Hồi là hào, tính hào. Hai hào một cái bánh nóc hầm. Buổi sáng ông cho là 5 hào hôm nào mà để ăn phở. Mà hôm nào mà ăn bánh nắp hầm là để qua phố nhà thằng Hồ. Là tiết kiệm được 3 hào.